Xin chào các bạn, mình là Tuấn từ công ty xây dựng MV. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái công trình mà tuyệt vời nhất của công ty bên mình. Đó chính là văn phòng của công ty bên mình ở Vinhome Ocean Park 2, công ty xây dựng MV và cũng là quán cà phê MV luôn. Đấy, thì đây sẽ là một cái quán cà phê đầu tiên mọc lên tại Vinhome Ocean Park 2 đầu tiên luôn nhé. Các bạn có thể nhìn sang bên trái, hoặc là bên phải. Đấy, thì hiện tại đang có chương trình tổ ấm an cư, tức là ai hoàn thiện nhà trước 30/4 thì và cho thuê thì sẽ được một cái phần cược của Vinhome Ocean Park. Nên là mọi người thi đua nhau làm rất là nhiều. Tuy nhiên nhà mình đã hoàn thiện ngay sau Tết, và khi mà chưa có chương trình tổ ấm an cư thì bên mình đã hoàn thiện, và bây giờ là chắc chắn là bên mình sẽ được cái phần thưởng đó rồi. Bên mình là thi công cái này từ ngày 9/2 cho đến hôm nay là 9/4/2023, là đúng 60 ngày. Thực ra là bên mình thi công xong chỉ mất 50 ngày thôi, còn 10 ngày vừa rồi là bên mình set up các cái bàn ghế nội thất để cho quán cà phê. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan từng chi tiết bên trong quán cà phê đầu tiên tại Vinhome Ocean Park 2 nhé. Đây, mời các bạn vào tham quan chi tiết bên trong MV Coffee. Đầu tiên là mặt ngoài trước đi các bạn. Đây, các cái đèn bên ban công của bên mình này. Đây các bạn nhìn này, đèn viền sắt này. Cái đèn này nó rất là hợp với cả cái biển vẫy ở đây. Đấy, cũng như là các cái lan can sắt ở đây, cũng như là cái trần đen ở đây. Đấy, nên các bạn nhìn tổng thể bên ngoài rất là đẹp và hợp với nhau. Đấy, công ty xây dựng MV Coffee Space. Đây, số điện thoại của mình đây, 0908688810. Đây, sau 60 ngày thì bên mình đã hoàn thiện hòm hòm cái quán cà phê này. Và ngày mai là ngày 10/4/2023 thì bên mình sẽ cho nhân viên vào chạy thử để ngày 15 là bán hàng chính thức. Đấy, bàn ghế 13. Tầng 1 thì mình không đặt vệ sinh ở dưới cầu thang, bởi vì mình muốn tạo sự sạch sẽ và tăng cái diện tích bán hàng. Và quầy 3 ở đây là để pha chế và tính tiền. Phía sân sau thì mình có làm thêm một cái bếp nữa để có thể rửa bát thêm ở đây, rửa cốc thêm ở đây. Đấy, trần tầng 1 thì mình sơn đen, không làm trần này cao. Bậc thang từ tầng 1 lên tầng 2 thì mình có sửa lại một chút, sau chủ đầu tư là mình không để nó đổ thẳng ra ngoài cửa mà để ngoặt ra sang nhìn sang. Sau này mình sẽ thay thế cái chỗ cây tròn này bằng một cái chỗ cây hình chữ nhật giống như bên này, giống như bên này, cho sang đây. Đấy, để ngăn cách để mọi người đi lên theo cái chiều này. Đây là thang từ tầng 1 lên tầng 2 thì hai tầng, tầng 1 và tầng 2 bên mình để kinh doanh cà phê. Đấy. Tầng 2 cũng là một không gian cà phê nữa này. Có các ghế dài và các ghế đơn này. Và còn một phòng họp nữa để bên mình có thể là họp nhân viên cũng như là các bên bất động sản, hoặc là một cái công ty nào đấy có thể mượn phòng để họp, cũng là ngồi uống cà phê luôn. Phòng vệ sinh thì mình đẩy xuống cuối. Đẩy xuống cuối này bởi vì mình muốn cái không gian này nó được thông suốt, không bị ngăn cách. Và để xuống cuối này cũng tận dụng cái cửa sổ ở đây để cho thoáng nhà vệ sinh, lúc nào cũng khô ráo và nó sạch sẽ. Và bên ngoài mình đặt chậu rửa ở bên ngoài để có thể là nhiều người cùng sử dụng được, cũng như là cái không gian bên ngoài nó sẽ rộng rãi. Đấy, bên trong này có tiểu nam, không làm sen tắm mà thay vì đó làm tiểu nam để cái phòng vệ sinh nó được sạch. Đấy, cái đèn cầu thang mình cũng làm rất là đồng bộ so với cả cái đèn bên ngoài. Đây, trần tầng 2 thì bên mình là để lại sơn đen giống tầng 1. Và cái đường ống kỹ thuật, đây các bạn nhìn thấy ở các mảng tường này đều là trơn, không lộ ống kỹ thuật ra. Bởi vì đây là trần vệ sinh này, mình đi ống kỹ thuật này tạt sang bên này và đi xuyên xuống, xuyên qua hộp cửa cuốn và xuyên lên tầng 1. Và các bạn tiếp tục lên tầng 3. Đấy, tầng 3 thì mình chia được hai phòng ngủ. Một phòng ngủ là cho nhân viên ở đây. Đây các bạn nhìn này, cũng rất rộng rãi. Nhìn khi nhận nhà thì nó bé thôi, nhưng mà thực tế thì rất rộng rãi. Đây mình quay video nó sợ vang này. Đây, có thể có 4 nhân viên ở hoặc hơn. Bên này thì sẽ là một phòng ngủ nữa, nhưng mình tạm thời chưa dùng cái phòng ngủ này. Đấy, từ tầng 3 trở lên thì bên mình làm đầy đủ trần thạch cao. Gạch lát nền thì bên mình lát kiểu viền như này, và chân tường là âm vào cái tường này. Bên trong này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 3, bắt đầu tầng 3 sẽ có phần tắm. Đây, trên tầng 4. Mời các bạn lên tiếp tục tầng 4. Tầng 4 thì bên mình có một phòng ngủ và một cái phòng khách ở ngoài như này. Đấy, ngăn cách giữa phòng
tầng 3 và tầng 4 thì bên mình có một cái cửa, đây là rèm kéo tổ ong, kéo này vào thì sẽ chắn luôn từ tầng 3 không lên được tầng 4 nữa. Đấy. Bởi vì là bên mình kinh doanh cà phê cũng như công ty xây dựng thì rất là nhiều người đi đi lại lại, nên là có một sự ngăn cách nhẹ để mọi người không tiếp tục lên những cái tầng trên cao này khi mà chưa được phép. Đấy. Tiếp tục lên tầng 5. Tầng 5 thì mình để phòng bếp. Đây, tầng 5. Phòng bếp là mình chưa làm xong. Phòng bếp. Bên ngoài mình để bể nước và cùng nóng điều hòa. Bể nước cùng nóng điều hòa, đường ống kỹ thuật đi lên đây. Đây mình ốp lát gạch để chống thấm. Các hộp kỹ thuật này. Đó. Trên đây là sơ qua về cái văn phòng của công ty mình tại Vinhome Ocean Park 2. Đây cũng là một cái quán cà phê đầu tiên tại Vinhome Ocean Park 2. Và mình rất là muốn mời các bạn từ ngày 15 tháng 4 này sẽ thỉnh thoảng có dịp thì ghé qua đây uống nước và tham quan ngôi nhà của mình. Để nếu mà có cơ hội thì có thể là thiết kế thi công nhà cho các bạn. Địa chỉ của bên mình là ở Trà Là 1553, dãy Trà Là 15, số nhà 53. Đấy. Số điện thoại của mình là 0908668810. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bên mình.